những ngón tay đan, đan tay cùng cảm xúc. Các bạn đang đến với phần dự thi Đan tay cùng cảm xúc, vòng chung kết 1 được tổ chức bởi nhóm Những ngón tay đan và phát trên kênh YouTube Những ngón tay đan. Bạn đang lắng nghe giọng đọc của An Thảo, số báo danh 022. Bạn thân mến, bạn nghĩ như thế nào là một người trưởng thành? Như thế nào là cuộc sống của những người trưởng thành? Và bạn có đang sống vui vẻ trong cuộc đời ấy, giống như cái cách mà chúng ta vẫn luôn tận hưởng khi còn là những thiếu niên? Hãy cùng trải nghiệm điều đó thông qua câu chuyện mà tác giả Trần Hạ Vi gửi gắm vào trong nhân vật của mình nhé, với truyện ngắn Cô và những mối tình ảo. Trong một căn phòng motel nhỏ sạch sẽ, gọn gàng, chăn ga gối trắng. Trên giường phủ một tấm trải lớn có thể dùng làm chăn đắp màu lông chuột. Một người phụ nữ nằm khóc và người đàn ông đang ra sức dỗ dành. Cô gái mếu máo. Anh à, anh Xuân đã bỏ đi rồi. Chồng cô, một người đàn ông ngoại quốc, da trắng, tóc cắt một phân, hơi quá cân. Cặp mắt xanh lơ, chiếc cằm đôi dôi ra và đôi mắt hơi lộ nhưng hiền. Khuôn mặt có thể được đánh giá là đẹp trai. Ôm cô vào lòng, cố an ủi. I will never leave you. Anh sẽ không bao giờ bỏ em mà. Cô vẫn thổn thức khóc. Chồng cô tiếp tục. You know, that's just an online acquaintance and they come in your life only for a certain period and come out really fast sometimes. Em à, đó chỉ là một mối quan hệ trên mạng. Họ bước vào cuộc đời ta trong một giai đoạn nào đó mà đôi khi ra đi rất nhanh chóng. Như để chứng minh, chồng cô liệt kê ra một cơ số những con người anh đã quen biết trên mạng, đã thân thiết và đã ra đi trong cuộc đời anh. Là nhóm lập trình viên hay viết những chương trình miễn phí cho cộng đồng mạng trên Donation Coder. Là anh chàng Dr. Apps rất thông minh, anh chàng Ben ở thành phố M, vân vân và vân vân. Tuyệt nhiên, không có một cái tên phụ nữ nào. Cô biết chồng cô chỉ có một mình cô và yêu một mình cô. Có thể cô không là tình yêu duy nhất của anh ấy, nhưng là tình yêu cuối cùng. Chồng cô biết cô có những mối quan hệ riêng online bằng thứ ngôn ngữ của mình với những người chia sẻ cùng cô niềm đam mê văn thơ tiếng Việt. Khi cô ngập ngừng bày tỏ với anh là cô có những nguồn hỗ trợ tinh thần khác, anh cười và bảo đó không phải là điều gì bí mật, bảo rằng anh hiểu mỗi người có những mặt khác nhau và anh không thể thỏa mãn tất cả những phần khác nhau trong cuộc sống của cô. Rằng anh không biết tiếng Việt, anh không thể chia sẻ với cô niềm đam mê văn thơ đó. Chồng cô rất thông hiểu ngôn ngữ của mình và viết rất tốt bằng ngôn ngữ của anh. Nhưng thơ văn không phải là đam mê của anh. Khi mà nghề viết văn cho dù là toàn thời gian với một tác giả thuộc dạng thường thường bậc trung ở đất nước này cũng chỉ có thể mang lại khoảng mười mấy ngàn đô thu nhập một năm dưới mức đói nghèo, thì anh, với gánh nặng cuộc sống gia đình, không thể dùng thời gian để viết văn hay là thơ được. Anh phải tập trung làm việc để lo cho cô, lo cho con gái họ. Anh có đam mê về chính trị, anh tin vào những điều tốt, lẽ phải, tin vào tự do ngôn luận, free speech, và sự tự nguyện, free will của con người. Và anh sẽ làm hết sức mình để bảo vệ những điều đó. Chồng cô chỉ mong muốn cô có thể quan tâm nhiều hơn, đọc nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với anh về những mặt đó trong cuộc sống. Nhưng hiện tại, đó không phải là mối quan tâm của cô. Cô chỉ quan tâm đến tình yêu, hay ít ra đang là như vậy. Người yêu cũ của cô đã hơn một lần nói: Em á, có một vấn đề không có y học nào chữa được. Đó là trái tim của em. Trái tim của em trẻ quá. Một người tình khác đùa: Anh bói ra thì thấy em không chết vì bệnh đâu, em chết vì yêu đó. Cô cười. Họ đều biết là cô có những tình yêu khác nhau, nhưng họ đủ yêu cô, đủ lưu luyến cô
để muốn là một phần trong cuộc đời online của cô, để cảm thấy được một chút quan tâm và đôi phần lãng mạn. Như những người nghệ sĩ thích mơ mộng, cô hay gọi quá lên những tình cảm thích nhau trên mức bạn bè là tình yêu. Nhưng như thế, để có thêm một chút cảm giác, thì những mối tình ảo của cô có đánh số, có yêu nhau, hờn giận và chia tay, gần như là tất yếu. Một dạng ngoại tình về mặt tinh thần. Có thể nhiều người nghĩ như vậy. Cô cũng đã nhiều lần tự nghĩ mình có phạm tội hay không. Nhưng rồi, như một con người sống bản năng, cô vẫn sống, yêu và viết. Những người tình ảo của cô, họ tạo cho cô những nguồn cảm hứng trong những bài thơ, trang văn, và đồng thời như một thứ gia vị xa xỉ cho cuộc sống hơi cô lập và đôi phần tẻ nhạt của cô. Sống ở một làng nhỏ chỉ có hơn 5.000 dân, cô có một công việc ổn định, gia đình cô khá ổn về mặt tài chính, dù hoàn toàn không phải giàu có. Chỉ là đôi khi cô không khỏi cảm thấy cô đơn. Bạn bè cô sống ở khắp nơi trên thế giới, những liên lạc thông thường qua Facebook, qua chat, Skype, FaceTime, email. Gặp nhau là một điều xa xỉ. Cô có những cô bạn gái thân thiết, thông minh và nhạy cảm, biết hết mọi ngóc ngách trong đời sống của cô và ngược lại. Những người bạn gái ấy cũng đến và đi. Họ không hoàn toàn đi khỏi cuộc đời cô. Chỉ là giai đoạn đó không hợp chuyện thì không liên lạc. Cô cũng không có nhiều thời gian và năng lượng đến vậy. Phần lớn năng lượng của cô, nếu không tập trung cho công việc hiện tại, cho gia đình, thì đã dùng để yêu đương. Cô có một Facebook riêng, một tên gọi riêng trong thế giới văn thơ của cô. Ngay từ khi chập chững bước chân vào viết lách, cô đã quyết định mình sẽ dùng bút danh. Vì cô muốn tách bạch cuộc sống văn thơ của cô khỏi cuộc đời thực, như một con người khác, một cá tính khác. Cô không có bệnh thần kinh phân liệt có nhiều tính cách khác nhau, nhưng cô muốn tách biệt những mặt khác nhau của bản thân mình. Cô không có nhiều người bạn thực trên Facebook thơ đó, và cũng không muốn thêm nhiều người bạn thực vào. Ở đó là những người bạn chỉ thiên về văn thơ. Với sự đông đảo của bạn bè viết lách, cũng như sự rộng lòng của những người cùng chung sở thích, cô tạo dựng những mối quan hệ mới nhanh chóng. Cho dù không phải tất cả đều là thân thiết, nhưng họ chấp nhận một sự tồn tại cạnh nhau, chia sẻ với nhau một chút thời gian, đọc nhau, bình luận cho nhau và thổn thức cùng nhau nhịp đập của những trái tim nhạy cảm. Chồng cô không hề đọc Facebook đó. Đúng hơn, anh sống nhiều trên Twitter, theo dõi những thông tin chính trị, thông tin lề trái, lề phải của anh và không quan tâm đến Facebook. Dù anh cũng có một Facebook kết hôn với Facebook bằng tên thật của cô. Vì thế cô sống một cách tự do, như cô định nghĩa mình có những mối quan hệ mở, open relationship trên Facebook thơ đó. Cô có những lằn ranh của riêng cô. Cô không chat sex và không gửi những tấm ảnh nude, một cách phiêu lưu có thắt dây an toàn. Không phải cô không tin những người tình của mình, nhưng cô cảm thấy không đủ thoải mái để làm chuyện đó. Và với những trao đổi, cho dù là những tin nhắn yêu thương đầy cảm xúc nhưng thiếu hẳn mùi nhục dục, cô cảm thấy không có lỗi với chồng. Hay ít nhất, đó là những ranh giới mà anh ấy sẽ chấp nhận được. Cô chưa bao giờ gặp những người tình online của mình. Về chuyện này, cô tin vào duyên phận và phó mặc cho trời. Có những người tình cô đã dự định gặp, nhưng trời không cho điều đó diễn ra. Những lần giận nhau, những biến cố không dự tính được, những người tình mới của họ đột nhiên xuất hiện. Và gần đây nhất, Covid-19 đã giày xéo hết, phá nát hết những dự định của cô, không cho cô gặp họ. Chưa đủ duyên. Cô thở dài, một chút tiếc nuối, nhưng cũng một chút nhẹ nhõm. Cô vừa trải qua một tháng để thương khóc mối tình vừa đi qua. Một mối tình cô đã yêu đến mụ mị cả người. Bạn gái cô bảo, nếu mà không mụ mị thì không phải là yêu đâu. Và tin đi, chỉ những giai đoạn mụ mị đó mới để lại những kỷ niệm đáng nhớ nhất.
cô đã yêu anh nhiều đến nỗi nghĩ rằng mình sẽ yêu anh một thời gian thật dài, và sau anh sẽ không còn ai nữa. Trong hơn một năm, cô đã sống lơ mơ trong một thế giới riêng tạo ra giữa hai người bằng những tin nhắn, không liên tục nhưng cần mẫn, ngày nối ngày, và bằng trí tưởng tượng cùng mơ mộng sẵn có của cô. Cô lưu luyến sống trong hiện thực không thật đó, khi mà chỉ có anh là tình yêu tuyệt đối. Và ở một khía cạnh nào đó, cô cứ tưởng tượng mình như người vợ thứ hai của anh. Cô không ghen với vợ anh. Cô hiểu rất rõ, chỉ có vợ anh mới cho anh được cuộc sống ấm êm hạnh phúc hiện tại. Còn cô chỉ là một bóng hồng thoáng qua trong cuộc đời anh. Cả cô, cả anh đến với nhau vì sự tham lam, vì lòng ích kỷ, cả vì sự buồn chán trong đời thực và cái hừng hực ham muốn khám phá một điều gì đó khác với những routine hàng ngày tẻ nhạt của mình. Tất cả những gì bí mật đều có tính hấp dẫn của nó. Họ có những bí mật riêng của nhau và chia sẻ với nhau một phần cuộc sống khi mà họ không thể chia sẻ với người bạn gối chăn của mình. Họ hài lòng về điều đó và cô cứ ngỡ sẽ cùng nhau già đi, hay ít nhất cũng sẽ là một mối quan hệ rất lâu dài, rất bền vững. Anh cũng biết là anh ấy đã hỗ trợ em rất nhiều trong giai đoạn khó khăn vừa rồi, và bây giờ anh ấy đã ra đi vĩnh viễn. Cô vẫn tấm tức khóc với chồng. Chồng cô thở dài. I'm sorry that I couldn't provide you with better support. Anh xin lỗi, anh đã không thể hỗ trợ được em tốt hơn. Không phải lỗi của anh. Mỗi người chỉ có thể cho được những gì mình có thể mà thôi. Anh cũng đã đi qua một giai đoạn rất khó khăn rồi. Mỗi người chỉ có thể làm được những gì mình có thể làm. Khác với chồng, người luôn tin vào khả năng mỗi người tự quyết định vận mệnh của mình, thì cô tin vào số mệnh, vào vũ trụ. Có một quyền năng tuyệt đối nào đó đã quyết định những chặng đường của cô, những con người mà cô gặp, những khúc quanh cuộc đời mà cô phải trải qua. Cô không có thái độ buông xuôi với cuộc sống vì tất cả đã được định trước. Cố gắng hết sức của mình, vui với tất cả những gì mình đạt được, nhưng không quá nặng lòng với tất cả những gì đã ra đi. Vì có lẽ đó là ý Chúa. Vì có lẽ vũ trụ muốn dạy cho mình một bài học nào đó. Người yêu cũ của cô bảo rằng em có một chút tâm linh nha. Anh không hiểu tại sao, nhưng mà cảm thấy em mang một chút màu sắc đó. Cô đã khóc ròng rã một tháng, gần như ngày nào cũng khóc. Ngày họ còn mặn nồng âu yếm với nhau, cô đã từng bảo Vi, cô em gái thân thiết của mình rằng chị đã yêu anh Xuân đến mức không tưởng tượng được là ngày chia tay anh ấy sẽ như thế nào. Có lẽ phải mất hơn một tháng để hồi phục á. Vi không nói gì, nhưng đã ở bên cạnh cô gần như từng ngày, trong tất cả những gì cô bé ấy có thể làm được để an ủi cô, để cô có thể phục hồi và mạnh lên từ từ. Cô tăng liều thuốc, một chuyện cô đã né tránh một cách lì lợm trong suốt thời gian quen anh. Và cô đã khỏe lên. Anh Xuân bằng với 50mg L. Hay đúng hơn, anh Xuân không tốt bằng 50mg L một ngày. Cô mạnh mẽ lên, tự tạo năng lượng sống cho mình, quan tâm đến những điều thực tế xung quanh, quan tâm đến chồng cô. Cô kết nối với anh ấy nhiều hơn, thậm chí bằng chuyện khóc lóc về người yêu cũ của mình, một sự xa xỉ mà cô biết không mấy người có được. Thật không dễ để đi qua anh, người tình mà cô đã từng nói, em đã yêu anh nhiều hơn em được phép. Cô đã sử dụng đến hai người tư vấn tâm lý, một người mất tiền, còn một người thì được bảo hiểm của cơ quan cô chi trả để kéo cô dậy, đủ sức mà đi qua. Và 50mg L một ngày không phải là một việc dễ dàng. Cô vẫn nhận thần giao cách cảm của anh vào những ngày cuối tuần và khóc ngất chỉ vì một liên tưởng đơn giản. Vì cô em gái sống ở Mỹ, cách cô 13.000 cây số và 11 tiếng đồng hồ về thời gian, bảo chị đừng có nghĩ về thần giao cách cảm.
cứ chấp nhận chị sẽ còn nhớ anh ấy và sẽ vẫn còn nhớ cho tới khi ảnh nhạt dần trong đầu óc của chị. Có thể anh đã quên cô rất lâu rồi, chỉ có cô vẫn còn ngồi đây thương tưởng. Nhưng cô nghĩ mình sẽ không cần phải biết điều đó, chỉ biết là họ đã đi qua nhau vĩnh viễn. Cô không muốn yêu người khác để thay thế anh. Đã được ăn ngon một lần thì sẽ không muốn ăn nhạt. Cô muốn yêu như sắp chết, đến mù quáng, điên cuồng và mụ mị. Mụ mị trong giới hạn của cô, trong những lằn ranh, nhưng mà vẫn mụ mị. Và cô đã được yêu như vậy. Còn anh không yêu cô nhiều như thế, cô biết. Nhưng thật ra, có được một người để mình cảm thấy yêu mụ mị đã là một điều may mắn. Anh đã cõng cô qua một năm rất khó khăn và tuyệt vọng, để cô tin rằng vũ trụ đã gạt người bạn gái thân thiết nhất ra xa và gửi anh đến thế chỗ, để anh trở thành nguồn dưỡng khí của cô trong những tháng ngày u tối của cuộc đời. Cô vẫn mãi biết ơn anh về điều đó. Và bây giờ, khi cô có thể tự thở được, vũ trụ đã bắt anh ra đi, để cô phải tự đứng lên, nhặt nhạnh bản thân và tiếp tục đi về phía trước với cái gánh nặng quằn vai của trách nhiệm, công việc và gia đình. Anh trở về với những sinh hoạt thường nhật của anh, sẽ trêu chọc những người con gái khác, sẽ yêu những cô gái khác. Cô chưa bao giờ có ảo tưởng mình sẽ trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm của anh, và cũng không dám hy vọng. Cô sẽ trở lại cuộc sống thật bộn bề, không hào nhoáng, không màu hồng của mình, sẽ nắm tay chồng, hôn con gái và bước tiếp. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe một câu chuyện mang đầy hương sắc của cuộc sống người trưởng thành chúng tôi. Nó không màu hồng, không mơ mộng như những năm 18 đôi mươi. Nó có thể khiến bạn thất vọng đến ngỡ ngàng nếu bạn là người vừa bước ra khỏi mái trường thân thương để bắt đầu cuộc sống mưu sinh. Nhưng bạn biết không, cuộc sống luôn thay đổi, và cách tốt nhất để thích nghi với những thay đổi đầy tính thử thách đó là học cách đối diện với chúng. Cô và những mối tình ảo, cô chạy trốn hiện thực tẻ nhạt, chạy trốn sự khắc nghiệt của những mưu sinh, lấp đầy cảm giác cô đơn bằng những mối quan hệ ảo, nơi người ta chỉ có thể trao nhau những điều tốt đẹp, những mộng mơ. Cho đến khi chiếc bong bóng xà phòng vỡ tan, cô mới nhận ra cuộc sống thật trước mắt mới là nơi cô thuộc về. Điều cần làm ở đây chính là học cách luôn tận hưởng những điều tốt đẹp mình đang có, để nhờ đó bước qua mọi chông gai trong cuộc đời. Chính là điều mà tôi đã học được qua 5 tháng, bạn nhé.